Quân, đây là món sườn cùi mà em đã nói nè. Thôi xong, công chúa Avilo. Mọi người quay lại làm việc. Có sếp. Duy, bảo số 5. 2 phút sếp. Khi nào mà xong á, em báo cho anh biết. Anh muốn lúc đó em làm cho anh món thịt cừu VIP thật là đặc biệt và thật nhanh. Thế còn bàn số 3? Ngưng đi, ưu tiên cho khách VIP. Không được, bàn số 3 đã đợi 20 phút rồi. Chị nói họ đợi thêm 20 phút nữa đi. Sao em không ra nói chuyện với họ đi? Chị thấy em có cần quan tâm chuyện này không? Mi, em làm cái quái gì vậy? Cái lý do khiến em thoát khỏi chuyện này á là bởi vì ba em. Và lý do khiến em có thể làm bếp phó ở đây ngay sau khi vừa mới tốt nghiệp cũng là bởi vì ba em. Ở đây không một ai muốn em ở đây cả. Sao em không làm ơn là vứt đi đi cho rồi?